Hello anh em, mình là Kinh Motun. Thì vừa qua mình có làm một số các cái clip nói về các loại dầu và so sánh giữa các loại dầu với nhau, thì cũng được nhiều các anh em cũng như là các chị em có phản hồi tích cực với mình. Và hôm nay mình muốn chia sẻ và xăm soi hai cái chai dầu, một bên là của một thương hiệu nổi tiếng Motun của Pháp, chuyên sản xuất các loại dầu nhớt để dành cho các thị trường trên toàn thế giới, đặc biệt là có Việt Nam là một thị trường tuy là bé nhưng cái lượng xe máy rất là nhiều. Và một bên thì mình có một chai Honda dầu nhớt dành cho xe tay ga của công ty Honda Việt Nam, chuyên sản xuất các loại xe để đến tay các người tiêu dùng như chúng ta. Và họ có một cái ODM chuyên sản xuất dầu cho họ. Thì liệu cái dầu mà do công ty Honda cung cấp cho các hãng Honda, rồi các cửa hàng đại lý bán lẻ, rồi đến tay người tiêu dùng chúng ta, liệu nó có tốt hơn cái chai dầu mà của một công ty chuyên sản xuất dầu để cung cấp cho toàn thế giới? Thì mình muốn so sánh trên chỉ số của hai cái chai dầu này một cách công bằng nhất. Trước mắt chúng ta là mình có hai chai dầu, một bên là Motul, một bên là Honda. Thì ở cái bên Motul này thì chúng ta có thể nhìn thấy ngay là nó ghi đầy đủ các thông số kỹ thuật luôn ở trên cái chai dầu mặt đằng trước này. Đó. Dầu Motul 4T, dầu nhớt xe tay ga 4 thì, scooter LE AS SAE 10W40, Yaso MB Technocitec. Thì mình có chia sẻ qua về cái chai dầu này. Thứ nhất là nó là dầu để dành cho xe ga. Thì cái Yaso của nó là Yaso phẩm. Chất của nó là MB. MB này là gì? Cái Yaso MB này được những cái kỹ sư ở bên Nhật, người ta đặt ra một cái tiêu chuẩn cho các cái phẩm chất của Yaso. Ví dụ như ở xe số thì có Yaso MA, MA1 và MA2. Còn trên xe ga, cái phẩm MB là phẩm tốt nhất. Phẩm tốt nhất này là khi các bạn đổ vào xe các bạn ấy, là xe ga là bộ ly hợp khô, thì nó không cần cái độ ma sát lớn. Và cái phẩm MB này nó sẽ đảm bảo cho các bạn là giảm thiểu cái độ ma sát thấp nhất có thể, giúp cho các xe của các bạn vận hành một cách êm ái, giảm thiểu ma sát, tránh nóng máy, và đặc biệt là giúp cho tiết kiệm nhiên liệu. Với công nghệ dầu nhớt bán tổng hợp, Technocitec được thiết kế dành cho động cơ xe 4 thì tay ga đời mới, yêu cầu nhớt bôi trơn có độ phẩm cấp là 10W40 và tiêu chuẩn Yaso MB, tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu lượng khí thải. Đó. Đây là các cái thông tin ở trên cái chai dầu Motul. Và tiếp theo là chúng ta sẽ xăm soi đến cái chai dầu của Honda, sản phẩm chính hiệu, dòng cao cấp, dầu nhớt xe tay ga, loại đa cấp SL 10W30, phẩm Yaso là MB. Thưa các bạn, ở trên hai cái chai này thì nói về cái phẩm cấp của nó đều là SL đấy. Ở cái anh Motul này họ in mặt sau là SL phẩm MB. Đó. Đây là mã của nó là 337. Cái chai này là công ty Motul sản xuất riêng cho thị trường Việt Nam mình. Đó, là mã là 337, vẫn là mã của Pháp. Đó, hai chai này cùng là phẩm là SL. Nhưng cái độ đậm đặc là độ SAE, là độ đậm đặc của dầu lại khác nhau. Một bên là 10W40, một bên là 10W30. Thì bây giờ các bạn không cần quan tâm đến cái số 10W. 10W nó chỉ nói đến là cái nhiệt độ mùa đông. Bây giờ các bạn sẽ lấy là 30 độ C trừ đi 10W thì là trừ đi 10 độ đấy.
Thì ở cái chai Motul này các bạn có thể đi được âm 20 độ C. Đó. Còn chai này là 30 mà trừ đi 10 W này các bạn có thể đi được ở nhiệt độ là âm 20 độ C. Đó. Thì cái này thì anh em cũng không cần quan tâm lắm vì ở Việt Nam mình cái thời tiết thì luôn luôn là thời tiết dương nóng nên là không cần quan tâm đến cái số đầu là 10 W. Anh em chỉ cần quan tâm những cái cho mình là cái số 40 với cái số 30 ở đằng sau. Ví dụ như ở chai Motul là 40 và chai dầu Honda là 30. Thằng 30 này nó sẽ loãng hơn thằng 40, thằng 40 nó sẽ đậm đặc hơn thằng 30. Ở xe Honda thì có thể là nhà máy người ta thiết kế ra cái xe người ta cũng tính toán là cái phẩm độ nhớt là 30 này nó sẽ loãng thì nó sẽ bơm dầu đi bôi trơn các động cơ một cách tối ưu nhất, nhanh nhất có thể. Nhưng khi các bạn đi ở nhiệt độ cao hoặc tốc độ cao thì nó sẽ sinh ra nhiệt độ cao, hoặc là do thời tiết mùa hè ở miền Bắc này, thời tiết mùa hè hoặc là miền Nam có thời tiết quanh năm là nóng thì cái nhiệt độ nó cao thì suy ra là cái nhớt 30 này nó hơi loãng như thế, mà gặp nhiệt độ cao thì nó lại càng loãng thì cái động cơ của các bạn nó sẽ càng nhanh nóng và nó đã càng khua càng gõ. Còn cái chai Motul này nó là 40 nó sẽ đậm đặc hơn thì khi các bạn khởi động lên máy nó sẽ êm ái hơn. Thì khi các bạn đi máy nó nóng ở nhiệt độ cao nó sẽ loãng ra nhưng nó vẫn cứ cao hơn là ông 30 này loãng ra. Đó. Thì suy ra cái chai Motul này nó sẽ đảm bảo về độ êm, độ bôi trơn tốt nhất có thể, tốt hơn là chai 30 với cái 30 này. Một điều quan trọng nữa, cùng về cái giá tiền xem nhau nó lệch nhau không đáng là bao, nhưng bạn có thể chọn chai Motul này bởi vì nó là dầu bán tổng hợp. Dầu bán tổng hợp này nói gì thì nói nó vẫn cứ hơn là cái dầu khoáng này. Cái dầu khoáng này là gì? Là các kỹ sư ở ngoài giàn khoan họ hút dầu về, được cái dầu chưng cất như thế nào thì họ sẽ đóng chai như thế. Còn cái dầu bán tổng hợp này họ vẫn đóng chai từ gốc dầu gọi là dầu khoáng đó. Họ sẽ tổng hợp 50% để đóng vào một cái chai như thế này. Thì cái chất lượng dầu nó sẽ đảm bảo hơn là cái dầu gốc khoáng. Đó. Bây giờ các bạn nó hiểu hình dung như này cho dễ. Một chai gốc khoáng này các cái phân tử dầu nó sẽ có viên to viên nhỏ. Khi ở cái tốc độ cao hay là ở nhiệt độ cao thì nó sẽ dễ tan rã. Còn cái dầu bán tổng hợp này các cái hạt phân tử họ đã được được các kỹ sư họ làm cho nó đều nhau. Thì khi ở nhiệt độ cao hay là chạy tốc độ cao cái dầu nó đã đều nhau, các cái hạt phân tử nó khít nhau rồi nó khó bị tách rời, nó khó bị tan rã hơn là cái thằng dầu gốc dầu này. Đó. Từ đó suy ra là cái dầu Motul này tốt hơn cái dầu của hãng đưa ra là dầu Honda. Còn về cái Yaso MB này thì hai cái Yaso đều như nhau. Đó. Đây là một số những cái này mà so sánh trực tiếp trên hai sản phẩm. Mỗi một hãng nó có một công nghệ khác nhau. Mỗi một hãng nó sẽ đưa ra một cái gọi là thích ứng nhất cho những cái xe của mình. Ví dụ như dầu Honda, để đảm bảo cái chuyện là vận hành êm ái, tiết kiệm xăng và xe bốc nhanh hơn thì người ta sẽ sản xuất ra cái chai mà độ nhớt này thấp, độ nhớt thấp này thì nó sẽ dễ đi bôi trơn toàn bộ động cơ máy nhanh hơn là cái thằng 40 này. Nhưng ngược lại thằng 40 này nó đậm đặc hơn, nó sẽ đảm bảo cho các bạn đi một cái cây số lâu dài hơn cái chai 30 này. Đó. Đây là hai chai dầu nhắm đến hai cái đối tượng khách hàng khác nhau. Một chai sẽ tiết kiệm xăng đi bốc vì dầu nó loãng nhưng máy lại nóng và ồn. Một chai êm ái sẽ không bốc bằng chai này vì nó sẽ đậm đặc hơn, cái máy nó sẽ có lực cản nhất định của dầu, nhưng ngược lại nó sẽ tăng cái độ êm ái
và dầu bán tổng hợp này nó sẽ nâng được cái cây số trên một lần thay dầu của một cái chai này sẽ cao hơn một chai này. Thì khuyến cáo mấy mọi người đi cái dầu Honda này, nếu như đổ vào những cái xe ga như xe Elise, xe Ablade, vân vân, nói chung là xe ga của Honda, thì anh em hoặc là các chị em, đặc biệt là các chị em rất hay đi xe ga đó, thì nên thay là 1.000 km trên một lần thay để đảm bảo cái cách vận hành ổn định nhất cho một cái động cơ xe của các bạn. Đối với các bạn là đang đi xe ở thành phố, nói chung là điều kiện không khắc nghiệt. Còn nếu như anh em đi ở cái điều kiện khắc nghiệt ấy, mà hay đi đường đèo dốc hay là hay đi những cái chuyến đi dài, thì anh em nên thay là tầm khoảng 800 cây để đảm bảo. Còn cái chai Motul này nó là dầu bán tổng hợp. Nếu như đi ở điều kiện thành phố cùng chặng đường như thế thì anh em có thể đi được khoảng 2.000 km trên một lần thay. Nếu như ở các cái cung đường dài đèo dốc thì anh em hoặc các chị em, đặc biệt là các chị em, lưu ý nên thay khoảng 1.500 km trên một lần thay dầu Motul này. Thì suy ra chai nào sẽ có lợi ích về mặt kinh tế hơn chai nào thì mọi người cũng đã nhận thấy rồi đúng không ạ? Cái này là mình sẽ không bàn tán nhiều về cái vấn đề này. Giá thì có thể thằng Motul nó sẽ cao hơn thằng Honda, hoặc Honda sẽ cao hơn Motul. Nói chung hai chai này nó sẽ xem tùy thuộc nơi bán. Nhưng để mà xét cho cùng về cái độ tối ưu của dầu đến cái máy động cơ của các bạn thì chai dầu Motul này mình khẳng định nó sẽ hơn dầu Honda. Thưa các bạn, tại sao mình không chọn những cái chai mà Motul mà phẩm chất nó cao, tổng hợp 100%, hay là những cái chai dầu đắt tiền mà mình lại chỉ lấy những cái chai mà bình dân như thế này thôi ạ? Mình muốn hướng đến những cái khách hàng đại đa số là khách hàng bình dân. Nước Việt Nam mình vẫn còn nghèo các bạn ạ. Cũng không phải là ai cũng có tiền để mua cho mình những cái chai dầu đắt tiền 400-500 nghìn, hay thậm chí là đắt hơn, để đổ vào cái xe của mình. Hoặc là có thể mua được cái những cái chai dầu đắt, ví dụ như kiểu những cái chai mà tổng hợp 100% ấy, vài trăm nghìn một chai, họ có thể mua được, nhưng không phải lúc nào họ cũng thay được. Còn những cái chai này nó vẫn là những cái chai bình dân, ai cũng thể thay được đó, bất kể lúc nào cũng có thể thay được. Còn những cái chai đắt tiền ấy, họ có thể thay được nhưng không phải lúc nào họ cũng có tiền để họ mua những cái chai này. Cho nên là mình muốn hướng đến những khách hàng mà đại đa số sử dụng những cái dòng xe phổ thông đó, thì nên đi những cái dầu như thế này đó. Ở trên đây là cái clip này là mình muốn làm để chia sẻ cho những cái anh em nào mà đang, hoặc các chị em nào đang muốn lựa chọn cho mình một cái loại dầu khác ngoài thương hiệu Honda này, để đi cho mình một cái loại dầu mà tối ưu nhất cho cái xe của họ đó. Các anh em pro hay là những anh em là chuyên sâu về hóa dầu cũng không nên là gạch đá gì mình. Đây là chỉ là cái cảm nhận cá nhân dựa trên các cái thông số kỹ thuật nhà máy người ta in trên cái bao bì người ta đưa ra, để mình chia sẻ cho những cái người mà chưa biết về dầu, hoặc là họ chỉ nắm sơ sơ về dầu đó. Vâng, mình là Kiên Motul, rất chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Rất mong nhận được sự phản hồi tích cực của các anh chị em, để mình sẽ làm những cái clip tương tự như thế này để chia sẻ cho mọi người. Biết đâu là một cái loại dầu để phù hợp với những cái chiếc xe Honda của mình, ví dụ như xe Honda Elite, Honda Everlade, vân vân, nói chung là các loại xe của Honda. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Kiên Motul.